Để vô luôn, mưa quá rồi. Bạn Phiên, trời mưa tiếng dân tộc nó làm sao? Là Phiên. Phiên hả? Đúng. Rồi lạnh nó làm sao? Là Nghe. Hả? Là Nghe. Nhiên hả? Nghe. Nhiên hả? Rồi ướp đồ? Là sao ọc khô. Lạnh không? Lạnh. Rồi khoanh tay nè nó làm sao? Akun hả? Vui quá ha. Vui chạy chạy đó. Cái này xe của ai? Xe của con. Xe gì kì vậy? Ừ. Xe này chở gì? Chở được 5 đứa. Chở người 5 người luôn hả? Người lớn luôn á. Cái này ai hàng cho bạn vậy? Chú Quang. Chú làm thợ hàng hả? Dạ. Đâu chở 5 người ngồi đâu? Nè, sao rồi? Ghê vậy? Năm thằng ngồi lên chỗ. Cái này có đi chở đồ không? Có, cũng chở ít rồi. Ủa? Cái yên là vậy đó hả? Trời ơi. Chơi kìa. Hết nói rồi, chiếc xe độc luôn. Chiếc xe độc nhất vô nhị. Là nước gì? Nước mưa. Vậy hả? Ê, nước mưa là tiếng Khmer nó làm sao? Lạp liền. Cái gì? Lạp liền. Liền. Liền là cái tát á. Cái tát hả? Mưa là cái tát á. Ở chiếc xe này ngồi vậy luôn hả? Ừ, rồi không có gớt luôn. Rồi không có gớt xuống sao? Còn hai chiếc đó. Chiếc xe này nhiêu tiền? Này có 10 có 1 triệu á. Có 1 triệu hả? Chưa đi hàng, làm hàng. Ờ, cái bánh xe này mới làm hả? Đó. Bánh xe này mới nè. Kính đi mắt này, mắt kính này chắc hơn. Mắt kính này rất là hot nha. Chắc. Con cá hồi lòi vậy đó. Kiến ngơi cho mượn đeo đó. Thôi, đeo thôi. Trời. Quay đang lên. Sao mình xuống được? À, mình đó. Đi à, mình đi ngược đúng không? Chạy à, luôn. À, à, lên 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 lift xuống lift ha. Ồ. Oh.
bên kia mấy vậy? Từ 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng thì đỡ. Có sắp điện, có sắp điện giống vậy luôn, là xe giống vậy luôn. Ghê vậy? Dạ con có một cái. Đi ra tắm mưa nữa đi. Nè. Qua tới giờ đi già ngủ rồi. Về phòng. Lạnh quá anh em ơi. Rồi. Lạnh lạnh đi, đâu có nói tiếng dân tộc coi. Con nói đi gì vậy? Rồi. Một đứa là chân hết. Một đứa giỏi vậy. Một lớp còn